Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn làm một số các cái bài tập trong mạch có sử dụng diode. Phương pháp nói chung của các cái mạch này là mình sẽ phải xác định xem diode của mình ở chế độ on hay chế độ off. Sau đó mình sẽ dựa vào mạch tương đương của diode để mình vẽ lại mạch. Mình sử dụng các cái định luật cơ bản để mình có thể tính ra được các cái giá trị trong mạch. Rồi, thì để xác định xem là diode của mình on hay off thì mình sẽ phải xác định xem chiều dòng điện đi như thế nào. Ở đây mình sẽ có là VI là bằng 9V. Ở đây là đất của mình là 0V. Dòng điện nó sẽ đi từ nơi có điện thì cao tới nơi có điện thì thấp. Đây chính là chiều của dòng điện của chúng ta. Đấy, nhìn sát vào đối với cả con diode thì mình có là ở đây là cực anode, ở đây là cực cathode. Vậy dòng điện hướng từ anode sang cathode. Vậy diode của mình là ở chế độ on. Bây giờ mình sẽ sử dụng mạch tương đương của diode để mình vẽ lại toàn mạch này. Thì nếu như bạn không nhớ cách vẽ mạch tương đương của diode thì các bạn có thể xem lại cái video về mạch tương đương của diode trong kênh của mình. Thì mình có thể vẽ lại mạch như sau. Sau khi có mạch tương đương rồi, mình sẽ áp dụng định luật Kirchhoff-Hein cho vòng kín như sau. Mình sử dụng định luật Kirchhoff-Hein cho một vòng kín. Mình có tổng E bằng tổng U. Ở đây mình có thể tính ra được nó sẽ bằng là 8.3 mA. Còn V0 lúc này sẽ chính bằng áp đặt trên điện trở và bằng 8.3V. Sang ví dụ số 2 thì mình cũng cần phải xác định xem dòng điện đi như thế nào. Tương tự thì mình có ở đây là 0,5V, đất là 0V. Vậy dòng điện nó sẽ đi từ 0,5 nơi có điện áp cao tới nơi có điện áp thấp. Nhìn gần vào trong diode, ở đây là cực anode, ở đây là cực cathode. Dòng điện của mình có hướng từ cathode sang anode, vậy diode của mình sẽ ở chế độ off. Mình có thể vẽ lại mạch tương đương như sau. Qua diode là hở mạch. Khi hở mạch thì ở đây mình sẽ có dòng của mình bằng 0. Vậy dòng của mình bằng 0 do mạch hở. Và cái thứ hai, V0 của mình thì lúc này cũng chính bằng V đặt trên điện trở R và bằng 0 và nhân với điện trở R bằng 0V. Đối với bài số 3 thì ở đây mình có là 12V. Ở đây là đất 0V. Vậy dòng điện đi từ hướng 12V về 0V. Rồi bây giờ mình nhìn thấy là diode D1 và D2 mắc song song và cùng tính chất và đều có giá trị điện áp mở là 0,3. Hướng ở đây là từ anode sang cathode chính là hướng của dòng điện. Vậy cả hai diode D1 và D2 của mình ở chế độ on. Mình có thể vẽ lại mạch tương đương như sau. Chú ý ở đây mình sẽ có con 12V. Thì các bạn nhớ lại một xíu cái quy ước để vẽ đối với mạch. Là nếu như ở đây mình có cực âm của nguồn nối với mạch và cực dương của nó nối với đất. Cực dương và cực âm. Vậy giá trị sất điện động của mình ở đây sẽ là nhỏ hơn 0. Còn nếu như trong trường hợp là nối với mạch là cực dương và nối với đất là cực âm. Vậy giá trị sất điện động lúc này của mình sẽ là lớn hơn 0. Mình dựa trên cái nguyên tắc này để mình vẽ vào cái mạch tương đương của mình. Vậy trong trường hợp này mình có thể áp dụng định luật Kirchhoff cho cái vòng kín là đi từ 12V tới 0.3 và xuống đất, hoặc là 12V đi qua con diode D2, tại vì hai D1 và D2 mình mắc song song. Vậy mình có thể sử dụng định luật Kirchhoff-Hein cho vòng kín bằng 2.5. Bây giờ mình cần phải tính V0 thì mình có thể bằng cách là V0 của mình, cách thứ nhất. V0 của mình sẽ chính là áp đặt trên R 11.7.
Hoặc là cách thứ hai thì các bạn sẽ biết là ở đây sẽ chính là V0. Đấy. Nó sẽ chính bằng 12 mà trừ đi cái giá trị điện áp mở của diode. Thì mình sẽ có cách thứ hai. Lúc này là V0 của mình sẽ bằng là 12 trừ đi 0.3. Rồi. Tiếp theo là bài số 4 cũng gần giống như bài số 3 nhưng D1 của mình làm từ germanium còn D2 của mình làm từ silicon. Vậy mình có nhận xét như sau. Ở đây cũng là 12V, ở đây đất là 0V, vậy dòng điện nó sẽ hướng từ 12 xuống 0V. Dòng điện sẽ đi từ nơi có điện thế cao tới nơi có điện thế thấp. Đi qua con diode D1, ở đây là anode. Ở đây là cathode. Ở đây là anode. Và ở đây là cathode. Đấy. Các bạn thấy là đi qua đây là nó sẽ bị giảm cỡ khoảng 0,3. Vậy ở đây sẽ là 11,7V đúng không? Còn đi qua con diode silicon là 0,7, vậy nó sẽ giảm là còn 0,11,3V. Vậy lúc này mình sẽ thấy là diode D1 của mình sẽ ở chế độ on, còn D2 của mình sẽ ở chế độ off. Vậy mình có vẽ mạch lại như sau. Mình áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng kín như sau. Đây là vòng kín của mình. Mình áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng kín đó. 2.5 mA. Và V0 của mình sẽ bằng 11.7V. Hoặc là cách thứ hai chính là áp đặt trên con điện trở 4.7. Ví dụ số 5. Lúc này mình nhìn thấy ở đây mình sẽ có điện áp là 4V, ở đây là 12V. Phía dưới mình có là trừ 4V, vậy dòng điện nó sẽ có đi hướng từ trên hướng dưới, có nghĩa là từ 12V hoặc là 4V xuống trừ 4. Mình xem cái nhánh từ 12V cho tới đi qua diode D1 và 4V qua diode D2 thì mình có. Đi qua đây thì ở đây có là 11.3V. Ở đây là 3.3V. Vậy mình sẽ thấy là 11.3V sẽ lớn hơn, có điện áp lớn hơn 3.3. Vậy trong trường hợp này là D1 của mình sẽ là ở chế độ off. Đấy, dòng điện của mình sẽ có hướng đi như thế này. Đi từ 12V xuống trừ 4V. Mạch tương đương như sau. Vâng. Thì ở chỗ này thì mình muốn nói sơ qua một xíu. Ở đây mình có đất. Ở đây là đất mình có thể nối với nhau. Hoặc là mình có thể tách riêng ra để cho hình của mình dễ nhìn thôi. Còn nếu không ấy thì mình có thể vẽ và nối lại với nhau được để tạo thành vòng kín để mình biết mình có thể áp dụng được định luật Kirchhoff 2. Và bây giờ mình sẽ sử dụng thì áp dụng định luật Kirchhoff 2 theo cái vòng mà mình vừa quy ước thì mình có. Từ đó mình có thể suy ra được dòng điện khoảng 3,26. Bây giờ mình cần tính là V0. Có hai cách tính, mình có thể tính là V0 qua điện trở và qua nguồn áp 4V, hoặc là mình có thể tính từ giá trị nguồn áp 12 với nguồn áp của con diode là 0.7. Vậy có hai cách để làm thì mình sẽ tính cái cách đơn giản hơn. 11.3V. Ví dụ tiếp theo là mình có cái mạch như thế này. Đầu tiên mình cũng giống như bài trước, mình cần phải xác định xem là dòng điện có hướng từ đâu tới đâu. Ở đây mình có là 8V. Ở đây mình có trừ 5V. Vậy dòng điện có đi từ nơi 8V tới trừ 5V. Đây chính là dòng điện của mình. Mình nhìn sát vào đối với cả diode. Ở đây là cực anode, ở đây là cực cathode. Dòng điện có hướng từ anode sang cathode. Vậy diode của mình ở chế độ on. Dễ dàng vẽ được mạch tương đương như sau. Bây giờ mình muốn tìm dòng chạy qua thì mình áp dụng đối với cả định luật Kirchhoff cho vòng quy ước. Đấy, mình có giả sử gọi dòng là qua là y thì mình có là hai phẩy bốn sáu, ở đây là 4 sẽ bằng 2,46 mA.
Bây giờ mình cần phải tính giá trị V0. V0 thì các bạn có thể tính bằng hai cách. Thì V0 của mình có thể tính theo cái vòng này. Đây là dấu cộng của V0 và dấu trừ của V0. Thì mình có thể tính ra vòng mình vừa vẽ. Hoặc là mình có thể sử dụng giá trị của điện áp V8V và điện áp đi qua điện trở 1 kΩ. Vậy mình có cái này là miliampere, cái này là kilo ohm, vậy nó là vôn. Mình kết thúc ở đây những cái bài tập cơ bản mà sử dụng mạch có sử dụng diode ở trong mạch. Hy vọng là các bạn sẽ thích những cái bài tập mà mình cùng với các bạn đã giải. Xin chào tạm biệt.